Mình chào mừng tất cả quý vị các bạn đã đến với bản tin tức nóng cập nhật hôm nay nha mọi người. Thì mình là Thế Anh, thì hôm nay mình cũng sẽ lại lên sóng ở đây để dẫn cho cả nhà những mẫu bản tin mà gọi là hay, những mẫu tin hot nhất trong ngày nha cả nhà. Và trước khi bước vào những bản tin hay và những bản tin hot nhất trong ngày hôm nay thì mình cũng mong là cả nhà sẽ cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như bật cái chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất khi kênh của mình đăng video lên và cả nhà sẽ được thông báo nha mọi người. Và bây giờ không làm tốn thời giờ của mọi người nữa, bây giờ chúng ta sẽ đến với tin đầu tiên nha mọi người. Jack Ma tái xuất ở Trung Quốc. Tỷ phú Jack Ma trở lại Trung Quốc sau hơn một năm vắng bóng tới thăm ngôi trường ông thành lập ở Hàng Châu. Jack Ma ngày 27 tháng 3 tới gặp giáo viên và học sinh trường Yonggu, ngôi trường tư thục liên cấp từ mẫu giáo tới trung học do ông và những người sáng lập khác của Alibaba tài trợ thành lập năm 2017. Jack Ma đã thảo luận về các vấn đề giáo dục và công nghệ ChatGPT với ban giám hiệu nhà trường. Trường Yonggu, trụ sở ở Hàng Châu, cũng đang trên tài khoản WeChat thông báo về chuyến thăm của Jack Ma và ảnh ông ngồi thảo luận cùng ban lãnh đạo nhà trường. Đây là lần đầu tiên Jack Ma trở về Trung Quốc đại lục trong hơn một năm qua. Ông trước đó đã dừng chân ở Hồng Kông gặp gỡ bạn bè và đến thăm trung tâm nghệ thuật An Basel. Ông nổi tiếng là người mê hội họa, nghệ thuật. Jack Ma năm 2019 thông báo nghỉ hưu, rút khỏi vị trí chủ tịch Alibaba ở tuổi 55 với lý do ông muốn dành thời gian cho hoạt động từ thiện và tìm hiểu lĩnh vực nông nghiệp. Ông về Trung Quốc đại lục cuối năm 2021 và đi đến nhiều quốc gia trên thế giới. Tỷ phú này gần đây xuất hiện ở Nhật Bản, Australia và Thái Lan. Financial Times cuối năm ngoái đưa tin Jack Ma đang sống ở Tokyo, Nhật Bản, nhưng hạn chế tiếp xúc công chúng và tránh gây chú ý nhất có thể. Tỷ phú Trung Quốc còn được cho là sử dụng đầu bếp và đội ngũ an ninh riêng. Jack Ma từng là tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, ông là nhà sáng lập Alibaba và Alibaba, hai doanh nghiệp được đánh giá đạt đến vị thế siêu cường trong khu vực tư nhân, với xếp hạng cao hơn bất kỳ công ty nào của Mỹ, trừ Apple, Amazon và Google. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc cách đây 2 năm đình chỉ đợt phát hành cổ phiếu IPO trị giá 37 tỷ đô la của Alibaba. Tập đoàn Alibaba cũng bị phạt 27 tỷ đô la do vi phạm chống độc quyền. Jack Ma trước đó từng nhiều lần bình luận về các quy định trong lĩnh vực công nghệ và tài chính của chính phủ Trung Quốc. Ông từng ví hệ thống ngân hàng của Trung Quốc là tiệm cầm đồ, thậm chí tuyên bố Hiệp định Ngân hàng Toàn cầu, Basel là câu lạc bộ dành cho người già. Tin tiếp theo, Mỹ điều chiến đấu cơ giám sát khí cầu. Mỹ kiểm tra các tiêm kích và máy bay cảnh báo sớm để chặn vật thể lạ, sau đó phát hiện đó là khí cầu giá khoảng 12 đô la Mỹ. Chúng tôi phát hiện dấu hiệu lạ trên radar ở phía bang Texas hôm 25 tháng 3 và triển khai tiêm kích để giám sát bằng mắt thường. Các phi cơ sau đó nhận dạng một vật thể nhỏ, nhiều khả năng là khí cầu Pico, đánh giá rằng nó không phải mối đe dọa quân sự hay nguy cơ gây mất an toàn hàng không. Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ NORAD ra thông báo cho biết hôm 26 tháng 3, nhưng không nói rõ họ triển khai máy bay nào. NORAD cho biết sẽ tiếp tục giám sát vật thể này và phối hợp chặt chẽ với cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA để đảm bảo an toàn cho hoạt động trong bay trong khu vực. Dữ liệu trên đang theo dõi đơn vị hàng không IDFBA-IT-CHEN cho thấy máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry và kỳ cơ tiếp dầu KC-135 quần thảo ở vùng trời phía nam Texas để hỗ trợ đội tiên kích. Khí cầu Pico mang theo máy truyền phát tín hiệu cỡ nhỏ, trị giá khoảng 12 đô la và có thể bay tới độ cao khoảng 14.300m. Đợt điều động thể hiện những thay đổi trong trạng thái phòng không Mỹ và Canada trong hơn một tháng qua, sau khi NORAD điều chỉnh radar để tăng cường khả năng phát hiện những vật thể di chuyển chậm ở độ cao lớn, vốn bị bộ lọc radar tự động bỏ qua trước vụ khí cầu Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ đầu tháng 2. Tiếp theo, hoài nghi về khả năng Đức xây nhà máy xe tăng tại Ukraine. Tập đoàn quốc phòng Đức muốn xây nhà máy chế tạo 400 xe tăng mỗi năm tại Ukraine, song giới chuyên gia cho rằng kế hoạch khó khả thi. Armin Baberger, giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall, gần đây nhiều lần cho biết đang đàm phán ván với Ukraine về khả năng đầu tư 215 triệu USD xây dựng nhà máy chế tạo xe tăng hoàn toàn mới ở nước này. Nhà máy mới dự kiến chế tạo xe tăng chiến đấu chủ lực Panther KF-51 với công suất 400 chiếc mỗi năm để phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine. Jean-Philippe Weiguen, phát ngôn viên
Raymenthal xác nhận thông tin, song từ chối cung cấp chi tiết về kế hoạch xây nhà máy vì lý do nhạy cảm về an ninh. Tuy nhiên, chuyên gia Mark Kansian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ nhận định năng suất dự kiến của nhà máy này dường như cao một cách phi lý, trong khi khoản đầu tư 215 triệu USD quá thấp so với quy mô dự án. Để sản xuất 400 chiếc xe tăng hoàn chỉnh mỗi năm là nỗ lực rất lớn. Ông Kansian nói, Mỹ mỗi năm chỉ sản xuất khoảng 100 xe tăng. Kansian cũng cho rằng sản lượng của nhà máy vượt quá nhu cầu của quân đội Ukraine nhất nhiều lần. Quân đội Ukraine sở hữu 800 xe tăng trước khi chiến sự bùng phát. Giả sử tuổi thọ của một xe tăng là 20 năm, họ cần mua 40 chiếc mỗi năm, không phải 400 chiếc, ông nói. Hiện chưa rõ tập đoàn Đức dự định xây dựng nhà máy với dây chuyền sản xuất xe tăng hoàn chỉnh hay chỉ dừng ở mức lắp ráp. Chuyên gia quốc phòng Matta Kepler thuộc hãng phân tích RAND nhận định nếu Raymenthal chế tạo các bộ phận tại Đức, sau đó tiến hành lắp ráp và kiểm định tại Ukraine, phương án này tiềm ẩn rủi ro liên quan đến vận chuyển hàng hóa nhạy cảm ở vùng chiến sự. Việc chế tạo hoàn chỉnh xe tăng Bender KF-51 tại Ukraine có thể giảm bớt khó khăn về lâu dài và mang lại lợi ích cho các nước châu Âu khác. Sản xuất Bender KF-51 tại Ukraine đồng nghĩa Đức và các nước châu Âu không cần chuyển xe tăng trong biên chế cho Ukraine, do đó đảm bảo năng lực phòng thủ và năng đe của họ cùng nỗ lực hỗ trợ quân sự cho Kiev, bà Kipper nói. Xe tăng Bender KF-51 của hãng Raymenthal được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quốc phòng Aerosatory ở Paris hồi mùa hè năm 2022. Về bản chất là biến thể Leopard 2A4 được trang bị pháo tháp với pháo chính 130mm cùng hệ thống nạp đạn tự động, không phải dòng xe tăng chủ lực mới. Raymenthal dự tính tới năm 2026 mới hoàn thiện kỹ thuật cho thiết kế Bender KF-51. Ngoài yếu tố kỹ thuật, tập đoàn quốc phòng Raymenthal cần chính phủ Đức chấp thuận cho đặt nhà máy xe tăng tại Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây nhận định, Putin có thể rất trân trọng với đất đi này, bởi nó có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro chính trị. Chuyên gia Kansian nhận định Ukraine đang đối mặt với thách thức hậu cần rất lớn do viện trợ nhiều loại xe tăng khác nhau của phương Tây, nên việc có thêm một mẫu xe tăng mới sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề mà Ukraine phải đối mặt, do đó đề xuất của tập đoàn Đức không hợp lý. Theo ông Kansian, xây dựng hiện đại hóa nhà máy nhằm nâng cấp xe tăng chủ lực của Ukraine, trong đó có mẫu T-64 và T-72 sẽ ít hơn với Kiev. Ukraine sở hữu nhiều xe tăng từ thời Liên Xô và có thể hiện đại hóa chúng với chi phí thấp hơn nhiều. Hướng đi này cũng có thể giúp họ thâm nhập thị trường quốc tế vì nhiều nước đang sở hữu biến thể T-72 dần trở nên lỗi thời. Ông cũng hy vọng Bender KF-51 có thể điều khiển các nền tảng như máy bay hoặc phương tiện mặt đất không người lái. Với kinh nghiệm sử dụng máy bay không người lái UAV trên chiến trường của Ukraine, công nghệ này có thể chứng minh bước nhảy vọt về năng lực tác chiến, chuyên gia Boston nhận định. Tin tiếp theo, Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sau loạt thử vũ khí trong bối cảnh căng thẳng giữa quan hệ Seoul, Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS hôm nay cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo không xác định về phía biển Nhật Bản và Seoul đang phân tích các chi tiết như tầm bắn, độ cao tối đa của nó. Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản trong khi đó cho hay tên lửa do Triều Tiên phóng ra dường như đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ của nước này. Bình Nhưỡng chưa phản hồi về sự việc. Động thái của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi Mỹ, Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung lá trắng tự do năm 2000. Hôm 23 tháng 3, kéo dài 11 ngày, đây là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa hai nước trong 5 năm qua. Triều Tiên gần đây liên tục phóng hồi loạt tên lửa đạn đạo, đó có lửa xuyên lục địa IBMC Wonsan 17 nhằm đáp ứng với cuộc tập trận chung của Mỹ Hàn, cũng như cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 25 tháng 3 cho biết các vụ phóng tên lửa mới nhất nhằm huấn luyện lực lượng nước này sẵn sàng chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù bất kỳ lúc nào. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc cũng đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn, cam kết sẽ khiến Triều Tiên trả giá về hành động khiêu khích liều lĩnh. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe bản tin của mình hôm nay, và để cho kênh của mình có động lực hơn, làm nhiều clip hay hơn để gửi đến cả nhà, thì cả nhà hãy cho kênh của mình một like,
một đăng ký, một chia sẻ cũng như bật cái chuông thông báo để nhận được những cái thông báo mới nhất khi kênh của mình đăng video nha mọi người. Và một lần nữa thì thay mặt ekip của tin tức nóng cập nhật hôm nay thì mình chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, có gọi là có những bữa cơm ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè của mình nha. Và một lần nữa thì mình thay mặt cho kênh Tiếng Nóng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình trong thời gian vừa qua, và mong các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì thay mặt kênh mình xin kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi tối ngày mai. Thank you.